Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Người xuống Ca-phát-na-âm, một thành miền Galilê vào ngày Sa-bát. Người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách người giảng dạy, vì lời của người có uy quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy rút khỏi người này." Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường rồi rút khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất." Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh sử Luca kể lại Chúa Giêsu được dân Ca-phát-na-âm đón tiếp. Khác hẳn với những người ở quê hương Ngài, Ngài đã trừ quỷ và giảng dạy tại Ca-phát-na-âm. Trừ quỷ là một việc làm trong những việc làm mà Chúa Giêsu đã tuyên đọc tại hội đường ở quê hương của Ngài. Trừ quỷ cũng là một việc làm trong giáo hội hàng bao thế kỷ qua. Cần phải hiểu rõ hơn, không hẳn ma quỷ chỉ xuất hiện nguyên hình một cách rõ ràng với một số người, nhưng chúng còn thường xuất hiện rất kín đáo nơi mọi người và trong mọi lúc, xuyên qua những hành vi thường ngày như tham lam trộm cắp, ngoại tình ganh tị, thù hận chứng gian, nói hành nói xấu người khác. Thứ quỷ ma này hoành hành còn mạnh mẽ hơn, ảnh hưởng nhiều hơn, làm cho tâm hồn con người ngày càng héo tàn, tiêu diệt đời sống thiêng liêng và tinh thần. Hôm nay, dựa theo giáo huấn của Chúa Giêsu, chúng ta nhìn lại cuộc sống mình. Vậy đâu là những hành vi quỷ quái đang hoành hành trong con người tôi, nơi cộng đoàn hay gia đình, hoặc là những yếu đuối sa ngã của tôi? Đó chính là cơ hội cho ma quỷ vào ra trong tâm hồn tôi một cách dễ dàng. Nó xâm chiếm tâm hồn tôi từ bao lâu nay? Điều cần thiết là chúng ta xin Chúa trừ khử ma quỷ, xin Chúa hiện diện nơi cuộc sống tôi thay vì những uy lực của ma quỷ. Hơn nữa, bài tin mừng còn cho thấy mọi người rất đỗi kinh ngạc vì sự hiện diện, những việc làm và lời dạy của Chúa Giêsu. Qua việc lắng nghe và suy niệm lời Chúa, chúng ta có cảm thấy được sự hiện diện của Chúa Giêsu đầy quyền năng. Ngài luôn mạnh mẽ hiện diện và tác động trong bối cảnh xã hội ngày nay. Như vậy, từng ngày, mỗi người chúng ta cần khám phá ra sự hiện diện đầy quyền năng của Chúa trong cuộc sống của mình. Nhờ đó mà chúng ta được sống vui tươi, thêm lòng tin cậy mến Chúa hơn, tránh những bi quan chán nản. Nhìn đâu cũng đầy sự xấu và nhìn đâu cũng chẳng thấy Chúa. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người được sáng mắt đức tin, thêm lòng tin tưởng và lạc quan trước cuộc đời đầy khó khăn biến động này. Đồng thời chúng ta cũng biết cộng tác với ơn Chúa, loại dần sự ác trong con người của chúng con và trong cuộc đời này. Amen.